Ngày 13 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Quảng Xương bắt giữ đối tượng Lê Tuấn Anh, sinh năm 1995, trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, là nghi can gây ra vụ án mạng khiến một nữ sinh bị chết vào tối 11 tháng 8. Nạn nhân là em Nguyễn Thị Bích Ngọc, 17 tuổi, trú tại thôn Châu Kiều, xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương. Thi thể nạn nhân Ngọc được người dân phát hiện nổi trên sông tỉnh, cách nhà nạn nhân hơn 500 mét vào chiều tối 12 tháng 8. Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nạn nhân đã bị hung thủ hiếp dâm, giết chết rồi dìm xuống nước để phi tang. Ngày 14 tháng 8, phóng viên tìm về gia đình nữ sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 1995, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông Quảng Xương 3, thôn Châu Kiều, xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, ghi nhận nỗi đau tột cùng đang bao trùm gia đình nghèo này. Trước đó, tối ngày 11 tháng 8, nữ sinh xấu số này bị đối tượng gần nhà hiếp giết rồi dìm xác dưới đáy sông. Con đường đất độc đạo dẫn vào nhà nạn nhân như chật chội hơn khi bạn bè, bà con hàng xóm đến chia buồn mỗi lúc một đông. Mọi người đều thương cảm cho nạn nhân và căm phẫn tột độ tên ác nhân đã gây ra cái chết oan khuất cho cô học trò ngoan hiền. Cuộc sống ở xóm nghèo Châu Kiều đang yên bình thì bỗng nhiên em Nguyễn Thị Bích Ngọc mất tích một cách bí hiểm. Dân làng đổ xô đi tìm, người trên bờ, kẻ mò dưới sông, cả xóm trắng đêm với hy vọng mong manh sẽ tìm thấy em. Sau gần 24 giờ tìm kiếm, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12 tháng 8, xác cô gái xấu số được phát hiện cách nhà khoảng 500 mét. Anh Nguyễn Tài Tuấn, thôn Châu Kiều, hàng xóm và cũng là một trong những người tham gia vớt xác nạn nhân nói: nghe tin Ngọc bị đối tượng gần nhà đến hành hạ, bắt đi, chúng tôi chia nhau đi tìm. Suy đoán em có thể bị giết, phi tang xác xuống sông, nên chúng tôi ngụp lặng tìm kiếm trong vô vọng. Khi tôi đang tìm kiếm dọc bờ sông tỉnh, thì thấy bóng trắng mờ mờ nổi lên mặt nước. Trấn tĩnh một lúc, tôi vội vàng nhảy xuống thì vớt được Ngọc lên. Ngọc bị giết trong tình trạng lõa thể, hai tay bị trói chặt phía trước bởi chiếc áo lót, thật thương tâm. Bên bàn thờ con, bà Phạm Thị Lan, mẹ Ngọc, gào khóc trong nỗi đau đớn tột độ. Bà vẫn luôn miệng trách mình sao không có mặt kịp thời lúc con gái cần mẹ nhất. Giọng khàn đặc, bà nghẹn ngào kể: hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố cháu phải đi làm thợ xây tận Hải Phòng. Nhà có hai anh em, anh trai Ngọc vừa mới tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, đang đi làm ngoài Hà Nội. Ở nhà còn hai mẹ con. Do nhà bên cạnh bờ sông, hàng xóm lại cách xa, nên tối tôi không dám đi đâu. Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 11 tháng 8, do đã đến kỳ trả lãi sinh viên, nên tôi tranh thủ đi vay ít tiền về để trả. Lúc đó cháu Ngọc đang nấu cơm. Khoảng 30 phút sau, mặc dù chưa vay đủ tiền, nhưng không hiểu sao ruột gan tôi cứ nóng như lửa đốt, nên tôi vội đạp xe đạp về nhà. Gần đến nhà, tôi gặp Trịnh Thế Lý, công an viên thôn. Anh Lý nói cháu Ngọc điện báo cho anh là có thằng Tuấn Anh gần nhà sàm sỡ quấy nhiễu cháu, linh tính có chuyện chẳng lành. Về đến nhà, tôi thấy chiếc kính cận của cháu Ngọc bị vỡ, đôi dép của cháu cùng chiếc đèn pin nằm dưới đất. Tôi kêu cứu rồi cùng mọi người đi tìm cháu nhưng không thấy. Ai ngờ con tôi lại chết thảm như vậy. Ông Nguyễn Tài Mạnh, bố đẻ nạn nhân, xót xa: cháu Ngọc là đứa con ngoan hiền, gia đình rất kỳ vọng vào con đường học hành của cháu. Lúc 6 giờ chiều ngày 11 tháng 8, cháu còn điện thoại bảo tôi gửi tiền về để mẹ đi trả lãi. Vậy mà chỉ khoảng 30 phút sau thì mẹ cháu điện ra báo có tin dữ. Đau lắm chú ơi. Liên quan tới vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, một số nhân chứng kể lại có thấy đối tượng tên là Lê Tuấn Anh gần nhà nạn nhân Ngọc bơi từ bờ sông tỉnh vào bờ sau khi Ngọc mất tích. Theo người dân ở đây thì tên Tuấn Anh là kẻ bệnh hoạn, chuyên ăn trộm vặt, trong đó có trộm đồ lót của phụ nữ. Có người còn thấy hắn bỏ cả đồ lót phụ nữ vào miệng nhai. Tuấn Anh rất hay đi rình phụ nữ tắm. Ngoài thời gian đi làm thuê, Tuấn Anh ít giao du với mọi người. Hắn đã bỏ học từ hồi cấp 2, hiện đang ở với mẹ.
bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nạn nhân Ngọc đã bị giết chết, hiếp dâm và dìm xuống nước. Sáng ngày 13 tháng 8, 2012, chỉ sau gần 20 giờ phát hiện ra xác nạn nhân, cơ quan điều tra đã bắt Lê Tuấn Anh khi tên này đang lẩn trốn tại xã Quảng Đức, Quảng Xương, Thanh Hóa. Ngày 14 tháng 8, thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, bước đầu, hung thủ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.